xài thấy được, nói chung có hiệu quả. Chị đã có chia sẻ với bạn bè của mình chưa? Có, lúc trước bạn nó chia sẻ mình đó, rồi mình mới xài đó. Trà My, Thu Nga xin kính chúc tất cả mà quý vị đang xem chương trình được nhiều sức khỏe. Thật sự thì Thu Nga rất là, phải nói là hạnh phúc và rất là may mắn, thưa Trà My, là có một người chị đã phải gọi là dấn thân vào cái ngành làm đẹp, đem cái làn da và phải nói là hạnh phúc đến cho rất là nhiều người ở trên thế giới này. Theo bước chân của người chị của mình thì Thu Nga cũng đang đi đường hướng đó, và Thu Nga cảm thấy là mình rất là may mắn được chị mình đã truyền hết những gì chị mình đã biết, tất cả về mỹ phẩm, đặc biệt là dòng mỹ phẩm EV Princess Cosmetics cũng như là BL Miracle, và tất cả những kinh nghiệm mà chị đã có trên 20 mấy năm nay, Thu Nga đã học được rất là nhiều và vẫn còn tiếp tục học nữa, Trà My. Cho nên cảm ơn tất cả quý vị nhân dịp này tin tưởng, đặc biệt là bỏ hết tất cả lòng tin cho Hoa hậu Bích Liên, nay là Nico Liên Ngọc, và đặc biệt là cũng tiếp tục tin tưởng và ủng hộ dòng sản phẩm EV Princess Cosmetics cũng như BL Miracle, đại diện trung tâm thẩm mỹ Bích Liên, và hai dòng dược phẩm đó là EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Thu Nga xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng thân thương của tất cả khách hàng ở khắp mọi nơi trên thế giới dành cho đặc biệt là cho Thu Nga cũng như cho tất cả các chuyên viên thẩm mỹ của trung tâm thẩm mỹ Bích Liên nói chung và đặc biệt là nói riêng ở nước Mỹ, Canada và ở Việt Nam của chúng ta. Và ngày hôm nay thì không chỉ là hai dòng sản phẩm đã hỗ trợ rất là nhiều người tiêu dùng trong việc bảo vệ làn da và làm cho làn da tươi đẹp hơn, thì bên cạnh đó công ty của mình cũng đã mở ra dịch vụ spa để chăm sóc và làm đẹp làn da nhiều hơn nữa cho nhiều chị em phụ nữ. Thì ngày hôm nay cảm xúc của cô Thu Nga như thế nào khi mà mình đã cho ra đời một spa mà giúp thêm cho nhiều chị em phụ nữ nữa ạ? Thu Nga rất là vui mừng, tại vì thật sự thì nếu mà mình có một cái spa đó thì nó hỗ trợ cho những gì mình đang làm, đó là mình đang dùng dược mỹ phẩm, hai dòng dược mỹ phẩm của mình, EV Princess Cosmetics và BL Miracle. Tuy nhiên cái chánh là kem của mình, nhưng nếu được mình dùng cái services đó làm facial, hoặc là sau này thì mình sẽ làm cái phương pháp gọi là microdermabrasion, là cà da bằng bột crystal, thưa quý vị, thì nó sẽ hỗ trợ thêm và quý vị sẽ có kết quả nhanh chóng hơn nữa. Mình đã có kết quả nhanh chóng rồi, nhưng mà với những cái dịch vụ này thì quý vị sẽ hài lòng gấp mấy lần hơn nữa, thưa quý vị. Với hai dòng sản phẩm của chúng ta thì đã giúp cho rất là nhiều chị em phụ nữ trên toàn thế giới và cả Việt Nam cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều. Tuy nhiên ở ngoài thì vẫn còn nhiều chị em phụ nữ chưa tự tin thật sự với làn da của mình và đang mong mỏi một dòng sản phẩm nào đó có thể làm cho mình thay đổi toàn diện. Thì với những chị em phụ nữ đang lo lắng đó thì cô Thu Nga có lời chia sẻ và lời khuyên như thế nào? Dạ, Nga rất là hiểu thưa Trà My và thưa tất cả quý vị thính giả. Tại vì có những quý khách hàng đã sử dụng nhiều sản phẩm quá trên thị trường, không những là mắc tiền mà rất là mắc tiền nữa, nhưng mà lại không có kết quả. Thì một sản phẩm tương đối là không mắc mà cũng không rẻ lắm là EV Princess Cosmetics và BL Miracle, thì những vị đó cảm thấy là không biết mình nên sử dụng hay không, nên thử hay không, tại vì tất cả những sản phẩm họ đã trải nghiệm qua mà không có kết quả. Thì thật sự Thu Nga nói là quý vị hãy thử đi, thử một lần thôi thì quý vị sẽ thấy. Quý vị nghe những bạn bè hoặc là trên truyền hình, báo chí nói về sản phẩm EV Princess Cosmetics cũng như BL Miracle, nhưng nếu mình không sử dụng thì mình sẽ không biết kết quả như thế nào. Cho nên một lần nữa quý vị sẽ thử đi rồi mình biết. Dạ.
Với vai trò là một người kế nhiệm thì cô Thu Nga có thể chia sẻ rõ hơn những định hướng, những kế hoạch trong tương lai với hai dòng sản phẩm này đã phát triển rồi là sẽ phát triển hơn nữa ở cụ thể như thế nào? Xin mời cô Thu Nga. Chắc chắn là phát triển hơn nữa thưa Trà My. Mình đã có hai dòng dược vị mỹ phẩm EV Princess Cosmetics cũng như BL Miracle. Thì có thể kế đây thì chúng tôi sẽ nghiên cứu về những lotion cho làn da của chúng ta, cho tay chân và cơ thể của chúng ta, thì cái đó là một cái chương trình mà có thể là Thu Nga đi vào thêm cho tương lai, bí mật thôi nha quý vị. Như vậy là có rất là nhiều tin vui cho nhiều chị em phụ nữ cũng như là các đứa nam giới là sẽ mong chờ những dòng sản phẩm mới để chúng ta có thể trở nên hoàn thiện hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Xin được cảm ơn cô Thu Nga đã tiếp nối sứ mệnh của Hậu Bích Liên và chúc cho cô sẽ có thật là nhiều sức khỏe và sẽ đưa hai thương hiệu này đến gần hơn với người tiêu dùng hơn nữa. Cảm ơn Trà My và tất cả quý vị luôn luôn được nhiều sức khỏe. Sức khỏe là trên hết, quý vị hãy bảo trọng và quý vị hãy luôn luôn nở nụ cười trên môi, tại vì nụ cười của chúng ta là đem đến cho những người bên cạnh chúng ta nhiều hạnh phúc hơn. Xin cảm ơn quý vị. Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Sắc đẹp đến cho mọi người. EV Princess mang hạnh phúc đến cho cuộc đời. Kìa cô em dáng yêu kiều thư tha, nàng tiên nga trên trời cao giang thế. Princess.
dáng yêu kiều thướt tha. Nàng tiên Nga trên trời cao giáng thế. Mỹ phẩm danh tiếng đẹp da EV Princess giúp ta yêu đời. Đúng vậy, ngày nay dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics là một nhu cầu không thể thiếu cho sắc đẹp phụ nữ. EV Princess Cosmetics là dược mỹ phẩm tốt nhất cho làn da phụ nữ, nhất là phụ nữ Á Đông. Chắc chắn mang lại một làn da tươi mát, mịn màng và trẻ đẹp. Hoa hậu Bích Liên, nhà cung cấp dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics luôn tâm niệm rằng muốn thành công phải mang lại sự hài lòng cho nhiều người. Và cô đã thành công vượt trội khi tung ra dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics vào thị trường dược mỹ phẩm dưỡng da tại Hoa Kỳ vào thập niên 90. Ngày nay, dược mỹ phẩm EV Princess đã bay xa, xuất hiện trang trọng ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do tính năng độc đáo của dược mỹ phẩm này, hãy vào trang nhà www.evprincesscosmetics.com và blmiracle.com để xem chi tiết dược mỹ phẩm dưỡng da EV Princess và BL Miracle và những đại lý khắp nơi của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics, hoặc liên lạc hai trung tâm chính tại Nam Cali trong khu Phước Lộc Thọ, suite 127 dưới lầu, tại Bắc Cali trong khu Việt Nam Thao, hoặc với Hoa hậu Bích Liên 408-849-1152 hoặc 714-461-2403.